Hello nè, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai tuần 2 từ khi ra mắt cái con tướng mới RPG Kuzan anh em ha. Rồi thì chúng ta đang ở những cái ngày cuối năm năm 2023 rồi. Đấy thì sẵn hôm nay là ngày 30 luôn rồi anh em ơi. Thì chúng ta cũng sẽ làm về một cái clip khá là đặc biệt. Đó là nhìn lại những cái con tướng ở năm 2023 mới vừa ra mắt năm 2023 đợt này anh em ha. Sẽ tổng hợp lại từng cái nộ của tụi nó để chúng ta sẽ có một cái hoài niệm và cũng như là nhìn lại năm 2023 đã ra những cái con tướng gì. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích và cũng như là tập hợp lại 12 cái vị tướng trong cái meta hiện tại để thử coi là hiện giờ cái meta nào và cũng như là vị tướng nào đang chơi ok anh em ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại cái video quay lại nhìn lại năm 2023 về những cái vị tướng năm 2023 nha. Rồi hôm nay sẽ có một vài cái code dành cho anh em ha. Đây, code RPG Đô Đốc đây anh em và code Giáng Sinh. Hai code này sẽ đến từ vị trí của bạn Hòa và bạn Tân Nguyễn. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Đó, anh em hãy ủng hộ kênh để có thêm cái code như thế này nha anh em. Rồi ở dưới này Đô Đốc Hải Quân thứ 3 cái, trên này một cái anh em là 4 cái rồi nha. Code Đô Đốc Hải Quân thì hình như là theo mình nhớ là nó sẽ có thêm 10 thùng bia. Đó, và cũng như là mấy cái rương anh em ha. Rồi chúng ta cũng đã nhìn lại về những vị tướng đã ra năm 2023 này rồi. Thì không biết là qua năm sau, tức là năm 2024 thì sẽ ra những cái vị tướng nào. Thì mong anh em sẽ đồng hành cùng mình với cái hành trình sắp tới anh em ha. Rồi ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem coi cái vị tướng meta hiện tại nó sẽ gồm có những con gì anh em ha. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng vào trong cái list này đi anh em ơi. Ở trong cái đội hình thủ này của mình để chúng ta sẽ cùng xác định lại. Ở hàng trên là 6 con, ở hàng dưới 6 con anh em ha. Về những cái con tướng đang chơi đó, và cũng như là những cái meta hiện tại luôn anh em. Hiện giờ thì nó ra tướng rất là ngon luôn em ơi. Con nào nó cũng ngon cả. Nên là cái meta không có ông nào giống ông nào cả anh em. Đó, mỗi người có một cách chơi riêng. Nhưng mà mình sẽ tổng hợp lại những cái con tướng nên chơi đó, ở cái thời điểm hiện tại luôn nha anh em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có con Kaido. Khi mà mình review thì mình sẽ kết hợp luôn cả cái mẹo để mà chúng ta build cái con ạc luôn nha anh em, build cái con tướng đó luôn. Đầu tiên đó là con Kaido Hybrid anh em ơi. Đây là một vị tướng khá là mạnh bởi cái khả năng chuyển đổi máu chuyển sang công á anh em. Đây như anh em thấy thì khi mà nó vào cái chuyện cái trạng thái long thần á thì nó sẽ hy sinh 50% máu của mình
ví dụ như là một nó có 100 triệu máu đi thì nó sẽ hy sinh 50 triệu máu của nó và tăng công bằng với lại 50% số máu đã bị giảm, tức là 50% máu của 100 triệu thì là sẽ là 50 triệu, 50 triệu chia ra 50% nữa, bởi vì nó ghi đó là tăng công bằng 50% lượng máu đã bị giảm mà anh em, tức là nó giảm 50% 50% máu tức là 50 triệu máu á thì nó sẽ giảm là còn 25 triệu. Con Kaido này nó hưởng 25 triệu công anh em, 25 triệu công bởi cái long thần này ha. Sau đó cái tốc độ nó sẽ tăng lên 9999 anh em ơi, 9999, và đòn tấn công bỏ qua mọi cái trạng thái chia sẻ sát thương. Đó, đây là cái trạng thái mà khiến cái con quái thú này có tên gọi là quái thú mạnh nhất nha anh em. Đó, khiến con Kaido này trở thành một cái con quái vật thực sự luôn anh em. Cái yếu điểm của con Kaido này thì nó phải được vào long thần anh em. Và khi vào long thần á thì em nó bị giảm máu cũng hơi nhiều một tí, nên là phải có bảo kê tốt tốt một tí anh em ha. Cụ thể là những cái con tướng ví dụ như Yamato nè, rồi Jinbe rồi các thứ anh em, mấy con đó mới thực sự là nên đáng chơi nè, mấy con đó mới thực sự là đáng chơi. Hình như cái bảng của mình như nó bị thiếu cái con Yamato thì phải, để tí mình bổ sung thêm anh em ha. Rồi đây là con Kaido ngày hôm qua mình mới up cho em nó lên được 114 triệu máu anh em. Con này thì cái cách up là build max máu nha anh em, kể cả mấy cái đá rồi cái thứ là build max máu luôn. Mình đang chơi thêm một chút chiến mạng anh em ơi, cái này là mình chưa có đẩy qua max máu này. Để rảnh là đẩy qua max máu sau, anh em gắn cho nó luôn cả cái bảo vật máu luôn nha anh em, kể cả đá rồi anh em chơi đá máu luôn nha. Cái cách build máu thì rất là đơn giản rồi anh em ha, chúng ta sẽ gắn hai cái bộ đồ nghề và hai cái bộ đồ của mũ hai âu để mà tăng cái lượng máu max binh nhất có thể. Và cũng như là anh em gắn thêm mấy cái con bé là có máu nữa nha anh em, đó là về cái con Kaido Hybrid. Đấy, chưa kể cái khả năng nộ của nó anh em ơi. Thì nộ này nó sẽ tăng là bản thân là 100% xuyên thủ anh em, duy trì tới tận 5 lượt. Sau đó là tấn công lần lượt là 2 lần anh em ha. Tức là chúng ta nhân 2 sát thương lên, nó sẽ đánh theo công và cũng như là kèm theo phần trăm máu tối đa của bản thân nữa anh em. Máu càng cao đánh đam càng to. Ok cho anh em, đó là về cái con Kaido này. Con Kaido này nó cũng sẽ có một cái kỹ năng thần lực nha anh em. Nó sẽ vô hiệu hóa mọi trạng thái gây ra từ mục tiêu anh em. Nó giống y chang như là con Kaido V1 vậy đó, nhưng mà đây là cái bản nâng cấp hơn, mạnh mẽ hơn. Cái con này là nên chơi nha anh em, con Kaido này nên chơi. Rồi tiếp theo nữa đó là con Shirahoshi anh em ơi. Đó là con thứ hai anh em ha. Tiếp nữa là con Shirahoshi. Thì con Shirahoshi đợt này á thì nó là một cái con tướng nói chung là bữa giờ khá là khó Alita bởi cái kỹ năng hồi sinh của nó anh em. Khi mà nộ thì con Shirahoshi này nó sẽ hồi sinh một đồng đội ngẫu nhiên với 50% lượng máu tối đa anh em, và nó sẽ tăng cho đồng đội đó là 50 nộ luôn anh em ha. Sau đó đồng đội có nộ cao nhất Feta sẽ được con Shirahoshi này kéo đi hành động ngay lập tức. Rồi chưa kể mà khi đồng đội của chúng ta đó anh em, chưa kể khi mà đồng đội của chúng ta nộ á thì nó sẽ hồi phục lại 30% máu tối đa cho toàn đội nữa anh em, rất là ngon luôn. Nhiều ông có thể, nhiều ông bỏ 1 đến 2 con Shirahoshi này để vô team á anh em, đánh rất là rác luôn anh em ha. Cái cách up con Shirahoshi này á thì con này thì nói chung là bảo kê team cực kỳ ngon rồi, đi với lại con Brock Wano rồi các thứ được cực kỳ tuyệt vời luôn nha anh em. Con này anh em build cho nó mát tóc nha anh em, mát tóc và máu. Mát tóc và máu kể cả mấy hiện giờ anh em gắn cho con rồng vàng được cũng được, bởi vì rồng vàng nó cũng có tóc á anh em. Hoặc là gắn cho em nó cái con cá ngựa, không phải cá ngựa lão anh em ơi, con tôm bảy màu nó cũng có tóc. Đó là về cái con Shirahoshi đợt này anh em ha. Chưa kể nó thêm có thêm cái kỹ năng là đầu trận đấu bản thân tăng 300 tóc anh em, bất tử duy trì 3 lượt. Cái khả năng sống sót của Shirahoshi này ở trong trận đấu cực kỳ cao. Đó, nên là anh em có thể chơi con Shirahoshi này một cách là ok nhất có thể nha anh em ha. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta có nên nói về những cái con tướng Limit không anh em nhờ? Limit thì chắc là mình để riêng ra đi anh em ha, để cho chúng ta dễ nói. Mấy con đó thì chắc chắn là cần phải nên chơi rồi. Ở cái bảng này là chúng ta bị thiếu cái con Yamato anh em ơi. Yamato là không thể nào mà thiếu nổi cái bảng này ha. Anh em đợi mình tí để mình build lại cái bảng này cái đã. Rồi anh em nhìn kỹ cái bảng này lại nha anh em. Đây là cái bảng mà những cái con tướng nên chơi là xếp từ đầu cho đích luôn ấy. Rồi tiếp theo nữa đó là con Yamato nha anh em. Yamato ha. Thì con Yamato nó tính ra là nó ra mắt cũng khá là lâu rồi anh em ơi. Nhưng mà cái với cái khả năng chống chịu sát thương, rồi đóng băng mục tiêu và cũng như là bảo kê team, quan trọng nhất là bảo kê team bởi cái thần hộ nè. Thì cái thần hộ này thì nó sẽ búp cho đồng đội nha anh em. Đây, đầu mỗi hiệp tạo hơi thở băng giá lên 3 đồng đội có máu thấp nhất nè anh em. Duy trì một lượt bản thân những cái trạng thái thần hộ nè. Cái hơi thở băng giá này anh em thì nó sẽ trong thời gian dấu ấn tồn tại, mỗi khi mà nhận sát thương 90% sát thương sẽ chuyển sang người tạo ra dấu ấn, tức là con Yamato này nó sẽ gánh cho tới tận 3 đồng đội ở trong team.
trong đó là ba đồng đội là hầu như là tới 50% team rồi anh em. Nhưng mà hiện giờ cái con Kaido thì nó đang là một thế lực khá là lớn. Anh em còn nhớ cái kỹ năng của nó có thể bỏ qua những cái trạng thái chia sẻ sát thương không anh em. Nên là con Kaido này nhiều khi nó nổ một cái con Yamato này gánh không nổi đâu nha anh em. Nhưng mà với những cái con khác thì Yamato này gánh tốt anh em ha. Đó, và có cái kỹ năng đóng băng nữa, băng phong anh em, vô hiệu hóa những cái kỹ năng bị động của đối phương nữa anh em, cực kỳ lợi hại. Và em nó rất là trâu luôn nha anh em, bởi cái thần hộ nè, sát thương nhận mỗi lần không vượt quá 5% máu tối đa là anh em, không hao gồm gì, không bao gồm những cái sát thương cuối lượt, chỉ có sát thương cuối lượt mới gây ra sát thương nhiều thôi. Còn cái thần hộ này khiến con Yamato cực kỳ trâu bò. Yamato thì anh em build cho nó máu tóc nha anh em, hoặc là full máu luôn cũng được. Đó, đây là cách build anh em ha, Yamato. Rồi con thứ ba. Rồi tới lượt con thứ tư anh em ơi. Con thứ tư thì mình sẽ điểm qua, đó là con Brock Wano anh em ơi. Lúc đầu mới ra con Brock Wano này không có giới chuyên môn đánh giá không có cao, nhưng mà khi lên được Goma rồi, em nó có một cái lượng đam rất là ghê. Rồi đam nói chung là rất là to rồi anh em ha. Nhưng mà cái mà khiến cho cái con Brock Wano này nó làm nên tên tuổi, đó là những cái tầng linh hồn anh em ơi. Thì khi mà team của chúng ta đạt được đủ 3 tầng linh hồn, kể cả có nộ nó cũng có được một tầng linh hồn ha, thì nó sẽ hồi sinh lại toàn bộ team. Toàn bộ team lúc đó là sẽ nhận được hiệu quả bất tử một lượt. Nó vô tình khiến cho những cái con tướng dồn đam mạnh, ví dụ như là con Kaido Hybrid được các thứ anh em, thì nó block hết tất cả đam của Kaido luôn anh em, khiến cho team chúng ta được lật kèo bởi con Brock Wano này. Nó có thể hồi sinh lại liên tục luôn nha anh em. Nếu đồng minh còn sống sẽ nhận được hiệu quả bất tử tối đa là hồi sinh 3 lần trong trận đấu nha anh em. Đó là về cái sức mạnh của Brock Wano này. Cái cách để mà build á, thì anh em build cho nó full công nha anh em, full công với lại sát thương chí mạng. Anh em cho em nó thêm một chút tóc nữa cũng được. Rồi đó là về cái con Brock Wano nha anh em, cực kỳ đáng chơi. Tiếp theo nữa đó là cái con Zimbe Wano anh em ơi. Con Zimbe này đam của nó dựa theo thủ anh em, đam dựa theo thủ và cũng như là cái khả năng đam của nó cực kỳ to. Chưa kể con này hiện giờ đang là một cái con tướng gọi là gánh cái sát thương đầu lượt rất là tốt. Nó có thể hút toàn bộ nộ của đối phương luôn nha anh em. Nó hút toàn bộ luôn, ví dụ như là cái con AVG nó nộ đi thì cái con Zimbe này nó hút nộ luôn anh em. Chưa kể hiện giờ con AVG nó sẽ có cái kỹ năng mà giảm nộ của đối phương anh em. Đâu rồi AVG, đâu rồi ta? Đây, nó có cái kỹ năng giảm nộ của đối phương và cũng như là giảm nộ và cũng như là giảm tốc của kẻ địch đó anh em. Thì cái con Zimbe Wano này vô tình nó hút luôn anh em. Nó khiến cho cái con AVG này nó bị phế ở ngay cái tên đầu tiên, thay vì giảm toàn bộ nộ của kẻ địch. Nhưng mà nó, nếu mà team đối phương có con Zimbe đó thì cái con AVG này nó chỉ giảm mỗi mình con Zimbe thôi. Cái này thì mình cũng đã test trước đó rồi ha anh em ha. Nên là hiện giờ con AVG này đang bị khắc chế cứng bởi cái con Zimbe luôn nha anh em. Khắc chế cứng bởi Zimbe luôn đấy. Rồi nó có thể hút hết toàn bộ những cái nộ, kể cả cái con tướng mới đây là con AVG hút luôn cả cái giảm tóc nữa anh em. Đó, và cũng như là tăng cho đồng đội những cái tầng bảo hộ, mỗi tầng mỗi khi mà nhận sát thương sẽ giảm sát thương trực tiếp nhận vào bằng thủ nhân với lại 500 của người tạo ra dấu ấn và không cộng dồn nha anh em. Đó, thì con Zimbe này nó sẽ khiến cho team của chúng ta có một cái lớp giáp bảo hộ lên toàn đội anh em, rất là ngon nghẻ luôn. Chưa kể con Zimbe này nó có thêm một cái hiệu ứng trầm mặc nữa anh em. Kẻ địch nhận hiện hiệu ứng này nè, không thể sử dụng kỹ năng nộ và không thể nhận các hiệu quả và dấu ứng có lợi có thể xóa rồi anh em. Cái này nó là bản cao cấp của cái câm lặng đó anh em. Đó, thì con Zimbe này chắc chắn rồi, anh em build cho nó mát thủ nha anh em, đá cũng mát thủ luôn nè. Rồi kể cả cái đá này anh em, thì đá hồ mệnh á, thì anh em build cho nó tóc máu nha anh em, tóc máu nha. Rồi về cái nếu mà anh em tự tin vào cái lượng đam của cái con Zimbe thì anh em có thể build cho em nó thêm cái bá đao rồng trắng để mà tăng thêm chí mạng và lại sát thương chí mạng anh em. Gắn cho rồng tím rồi các thứ để tăng phần trăm thủ anh em nha. Kiếm cho mấy con bé nó tăng phần trăm thủ cho em nó luôn nha anh em. Con Zimbe này hiện trời chơi khá là ok, nhưng mà cái điểm yếu của nó thì nói chung là dễ bị hẹo thôi, bởi vì cái khả năng gánh đam của nó ở đầu game á, tất cả những sát thương đều dồn vào người nó hết trơn á, nên là em nó chết sớm thì cái điều đó là điều khá là hiển nhiên rồi. Rồi tiếp theo nữa đó là con Lunika anh em ơi, Lunika. Rồi thì cái khả năng của thằng Lunika này thì anh em cũng thừa biết là anh em ha, thì nó có cái khả năng phản lại toàn bộ cái trạng thái xấu anh em, và cũng như là những cái phản kích, nó sẽ có phản kích nữa anh em. Đọc sơ bộ bộ kỹ năng của em nó đi anh em ha. Bản thân sẽ xóa toàn bộ trạng thái xấu nè anh em khi mà nộ được nha.
và tấn công kẻ địch thấp máu nhất nè anh em. Đó, con này nó sẽ khắc chế được một vài cái kỹ năng giảm đam AOE, ví dụ như là cái băng hộ thể của cái con AGZ đó anh em, nó đánh đơn mục tiêu nên là cái kỹ năng mà hộ băng hộ đó, cái kỹ năng băng hộ thể của con AGZ đó anh em, nó bỏ qua được luôn. Đây rồi, đam của con đam của thằng lùn này nó cực kỳ là hổn luôn nha anh em. Để mình coi coi cái đam của nó này anh em. Tăng bản thân công có nộ sẵn luôn nè, đánh thường tấn công kẻ địch 3 lần và kẻ địch thấp máu nhất anh em ha. Và có tỷ lệ là 160, 40, 20% cơ hội gây sát thương gấp 2, 3, 5 lần và 10 lần. Đứa nào mà dính cái quả 10 lần này là coi như là đi bụi chắc luôn nè anh em. Đó, cái đam nó cực kỳ là hổn luôn, nhưng mà có sự hên xui khá là nhiều. Và cái khả năng của em nó có một cái tầng bất hoại cực kỳ là khó chịu nữa anh em. Đây, khi máu bản thân dưới 80%, bản thân lập tức xóa toàn bộ trạng thái xấu và được hành động ngay lập tức anh em ha. Sau đó nó sẽ có 100% cơ hội tạo hiệu quả bất hoại anh em. Đã vậy mà nó còn búp thêm cho hai đồng đội nữa chứ anh em. Đó, kèm 100% sát thương chuẩn lên bản thân nè. Và hai đồng đội có máu thấp nhất trong vòng 2 lượt. Bất hoại này sẽ miễn nhiễm hoàn toàn sát thương của từ mọi nguồn luôn nha anh em. Đó, thì cái làm nên tên tuổi của thằng lùn Nika này là cái bất hoại đó anh em. Nên là khi mà nó bật bất hoại lên thằng cái con Kaido Hybrid đó, rất là sợ lùn Nika này luôn. Nhưng mà con cái thằng lùn Nika này nó cũng có cơn lắm anh em. Lúc nó gánh team được thì lúc không anh em. Quan trọng nhất là búp được cái bất hoại này sớm nhất có thể thôi. Đó, nên là lùn Nika hiện giờ vẫn còn chơi ok má ơi. Công của nó lên, công của thằng lùn Nika của mình là 6.7 triệu với anh em. Ôi ôi nó cao. Rồi, cái cách build thì anh em build cho nó max công nha anh em. Build max công luôn. À, kể cả đá này thì anh em build cho nó công và sát thương kỹ năng hoặc là công thêm cũng được anh em ha. Đó, gắn cho nó thêm cái những bạch thạch nữa là ok. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với lại cái con để mình coi coi. Cái bạn kia, cái bạn hồi nãy thì chắc là chúng ta dời hết mấy cái con tướng limit xuống dưới đi anh em nhờ. Mấy con tướng limit thì chúng ta nói sâu anh em ha. Ví dụ như thế này đi. Đây. Như thế này đi nè, cho nó dễ nè, VV nè, lù à, sạn nè. Đó, đó là xếp hạng những cái con tướng lên chơi luôn đấy anh em. Mấy con tướng limit ví dụ như là Pudding nè, rồi con Bo nè, rồi con A and Sabo thì để xuống dưới hàng sau luôn nha anh em, để xuống dưới hàng sau luôn. Rồi, con tướng tiếp theo mà chúng ta nên nói đó là con thứ 7 nha anh em, đó là con VV. Thì con VV này nó cái tính chất búp, cái khiên của nó giống y chang như là con Buggy anh em ơi. Khi mà đây là cái con tướng có thể counter được cái lượng sát thương dồn đến từ vị trí của cái con lùn Nika đó anh em. Khi mà VV nó nổ á thì nó sẽ có 75 chuyển hóa các cái chạy những cái gì ta? Chuyển hóa hoàn toàn bộ hiệu quả tăng chỉ số. Thì cái tăng chỉ số là gì? Đây là cái tăng chỉ số đây anh em. Đó, ví dụ như là con nào mà nó tăng bản thân là HP nè, rồi thủ được các thứ nè, thì nó sẽ giảm mấy cái này lại luôn nha anh em. Rồi thành hiệu ứng giảm chỉ số tương ứng. Sau đó nó sẽ tạo cái khiên trắng giúp chặn sát thương bằng 100% lượng máu tối đa con VV. Con VV máu càng cao thì cái lượng giáp càng dày anh em ha. Nhưng mà hiện giờ con VV này nó đang bị counter bởi cái con Kaido Hybrid. Thì quay lại cái kỹ năng của con Kaido Hybrid đi. Thì khi mà cái con Kaido Hybrid này nó nổ anh em, thì nó sẽ khiến cho trước khi tấn công anh em, thì nó sẽ xóa toàn bộ khiên trắng. Mà con VV nó lại búp khiên trắng anh em, nên là nó bị counter anh em ha. Rồi, kể cả con Buggy cũng bị counter bởi cái kỹ năng này luôn anh em. Đang có trên người của mục tiêu, khiên trắng càng dày sát thương càng cao đó. Nên là con VV hiện giờ đang bị counter bởi con Kaido Hybrid ha. Nhưng mà được cái nó hơi búp đi một tí thôi, nhưng mà được cái khi mà nó búp được cái khiên á thì nó sẽ giảm những cái sát thương nhận vào nha anh em. Đây, toàn đội sẽ nhận thêm hiệu quả giảm 75% miễn sát thương chuẩn á anh em, cũng khá là ok. Tốc độ con VV này cũng cao anh em, và cũng như là nó có thể giảm miễn chống của kẻ địch nha anh em. Cụ thể đó là 25% miễn chống khi mà anh em lên được Goma. Đó. Rồi, nó có một cái búp khá là ngon nữa, đó là cái bong bóng anh em ơi, đó là kẻ địch bị hiệu ứng này nhận thêm sát thương 100% sát thương từ đòn đánh thường và bị động anh em ha. Hiệu ứng này sẽ bị sẽ biến mất ngay sau khi kẻ địch nhận sát thương từ hiệu ứng á. Đó, thì cái này nó sẽ tăng thêm đam cho, nói chung là con này đã bảo kê team tốt, nhưng mà hiện giờ đang hơi bị counter bởi con Kaido rồi, nên là em nó dần dần là bị hơi quên một tí nha. Hơi quên lãng tí nha anh em. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với lại ấy cha, mình đang nhớ rằng mình đang nhìn qua cái con A and Sabo. Thì mình nghĩ rằng cái con này á anh em thì tính ra là nó là cũng nằm ở trong tướng năm 2023 chứ anh em nhỉ, để mình xem lại nha.
Đúng rồi anh em ơi, con Aion Sabo nó ra mắt vào tháng 7 anh em ơi. Trời ơi, hồi nãy là mình làm bị thiếu cái nợ rồi, tí hồi nữa mình sẽ bổ sung thêm anh em cho nó đủ ha. Rồi, đó là về con VV, đó là con tướng thứ thứ 8 anh em ha. Ơ tướng thứ 7. Rồi tiếp theo nữa là sạn hắc ẩn luôn anh em ơi. Thì thằng sạn hắc ẩn này lúc đầu nó mới ra, đây là một cái con tướng gây cái đam cuối lực cực kỳ to. Nhưng mà sau này anh em thì nó hơi bị câu tờ một xíu anh em, hơi bị khó chơi game một tí. Nhưng mà hiện giờ em nó đã dần quay lại meta rồi anh em. Bởi vì cái con AVG á, nó cũng sẽ búp cho cái team mà có cái lượng sát thương cuối lượt anh em khá là ngon. Bởi cái tê cống anh em ha, đây cái tê cống nè, sát thương cuối lượt phải nhận là tăng 25% so với mỗi cộng dồn, cộng dồn tối đa 10 tầng anh em. Thì cái con sạn hắc ẩn này nó sẽ hưởng được luôn cả cái tê cống luôn anh em. Cái lượng đam khi mà đốt anh em của con sạn hắc ẩn này, cái lượng đam cực kỳ to nha anh em. Nó có thể đốt luôn xuyên luôn cả cái khiên của Bitgy với lại con BV nữa anh em. Nên đây là một cái lựa chọn khá là ok dành cho những anh em nào mà đang thiếu đam. Nhưng mà cái yếu điểm của nó thì hiện giờ em nó khá là dễ bị hẹo nha anh em. Nói chung là yếu sinh lý đó. Nên là anh em muốn chơi thì nói chung là anh em phải có cái team bảo kê tốn tốn một tí nha. Rồi, thằng sạn này thì nó sẽ có khả năng gây được cái hắc hỏa đó em, nó sẽ giảm nhận hồi máu của kẻ địch đó khá là tốt luôn ấy. Đánh boss thì nói chung là cực kỳ ghê. Đó, anh em có thể build cho nó mát công nha anh em. Con sạn hắc ẩn này thì mát công luôn. Rồi, tiếp theo nữa đó là thằng Lù Wano anh em ơi. Tuy Lù Wano là một cái con tướng khá là out rồi, nhưng mà về cái khả năng đánh thủ của nó anh em ơi, đi đầu á anh em, đi đầu của nó khá là ok. Anh em có thể sử dụng thằng Lù Nika này đi leo đầu cũng được anh em ha. Và một vài trường hợp anh em nào không có cái con tướng đam nhiều á thì anh em vẫn có thể chơi được cái thằng Lù Wano này một cách rất là ok. Bởi cái kỹ năng của nó thì nó sẽ có thêm một cái kỹ năng là miễn sát thương anh em. Khi máu dưới 30% nó hao hao giống như thằng Lù Nika đó, thì bản thân sẽ xóa bỏ toàn bộ hiệu ứng nè và hiệu quả xấu anh em, hồi nộ nè và miễn nhiễm sát thương duy trì tới tận 5 lượt lượt nha anh em. Nên cái khả năng để thằng Lù Wano này gánh team cũng gọi là khá là cao. Nhưng mà nói về cái lực để mà nó gánh team á thì bây giờ em nó bị hạn chế khá là nhiều rồi. Nhưng mà nói về cái kỹ năng, cái khả năng mà gây đam ở trong cái leo đậu á thì nó là tuyệt vời nha anh em. Anh em leo đậu mà không thể nào mà thiếu Lù Wano nha anh em, cứ thử build thằng Lù Wano vô thử coi, đánh đấm rất là ok. Rồi tiếp theo nữa đó là cái con Usopp Wano anh em ơi. Usopp Wano nó có cái kỹ năng bắn ké cực kỳ là ghê và cũng như là nó có thể trong cái thời gian nó bắn ké đó anh em, nó sẽ gây được cái hạt giống nảy mầm anh em, nó sẽ chối đối thủ lại nữa, rất là khó chịu luôn nha. Đây anh em, tăng bản thân là xuyên miễn trống luôn nè anh em. Đó, và sau đó nó sẽ gây sát thương là bằng 500% công lên toàn địch, có 100% cơ hội đặt hiệu ứng là hạt giống nảy mầm nè anh em trong 3 hiệp ha. Nếu mà kẻ địch đang có cái hạt giống nảy mầm á, nó sẽ có 50% cơ hội kích hoạt nở rộ, chối đối thủ lại luôn. Rất khó chịu. Rồi chưa kể cái con Usopp Wano này khi mà đồng đội đánh thường hoặc nộ đó, bản thân sẽ có 100% cơ hội kích hoạt đòn đánh thường, đánh ké, phản kích lại hai kẻ địch ngẫu nhiên và tăng cho bản thân công anh em. Cái kỹ năng này Usopp khiến cho con Usopp có một cái lượng đam cực kỳ to bởi khả năng đánh ké luôn nha anh em. Rồi cái kỹ năng làm nên tên tuổi tiếp của cái con Usopp này đó là cái Haki quan sát. Bản thân nó tăng cái tỷ lệ né lên tới 80% luôn anh em. Hầu như là cái này hình như là theo mình thấy là cao nhất rồi, cao hơn cả con Bitgy luôn ấy. Đó, nên là cái khả năng mà bị dồn đam của con Usopp này nói chung là nó cũng thấp lắm. Khả năng sống sót trong trận đấu cực kỳ cao. Nhưng mà cái lượng đam của nó nói chung là nó bắn ké cũng ok đấy anh em. Nhưng mà nó khá là khó để mà build trong cái đội hình hiện tại. Bởi vì sao anh em? Bởi vì cái khả năng của em nó thì nói chung là đam to đấy, nhưng mà đánh đấm thì nói chung là phải có bảo kê một tốt tốt một tí anh em ơi. Tuy có né nhưng mà cũng dễ bị shut down lắm nha anh em. Đó, hiện giờ nó đang rộ theo cái meta đánh bảo kê đó. Chưa kể mình có làm thêm một cái clip bảo kê, team siêu bảo kê anh em ơi. Đó, nên là Usopp này thì nó là một con tướng, nói chung là anh em thiếu đam thì gắn vô thêm anh em hả. Con này thì mát công luôn nha anh em. Anh em build cho nó mát công luôn nha. Mát công sát thương chuẩn đồ các thứ luôn cũng được. Đó là con Usopp Wano nha anh em. Rồi tiếp tục đó là cái con Lau Wano. Lau Wano thì nó cái tính chất của nó cũng hao hao giống y chang như là cái con Brock Wano anh em ơi. Tuy rằng cái em nói dùng đam hết đâu rồi anh em. Hồi đó dùng đam mới ra mắt dùng đam ghê lắm. Nhưng mà hiện giờ em nói dùng đam hết đâu rồi. Nhưng mà được cái á thì nó sẽ búp được bất tử cho toàn team anh em. Nhưng mà cái bất tử này thì nó sẽ có tỷ lệ có nó tạo ra thôi nha anh em. Này nó ghi nè, có 15% tạo hiệu quả bất tử lên đồng minh phe ta duy trì 2 lượt. Bất tử nè anh em, nó nói chung là nó có đứa không đó anh em.
nó không phải là bức tử toàn đội giống y chang như là con Brock Wano, nên là con Brock Wano nó được ưa chuộng hơn là cái con Lau Wano này. Đó, thì hơi buồn cho em nó thôi. Nhưng mà anh em nào mà đang không có Brock Wano thì có thể chơi con Lau Wano này, cũng như là có thêm đam đấy anh em. Nói chung là con Brock Wano có thể thay thế được vị trí của con Lau Wano đấy. Con này cũng đáng chơi anh em ha. Rồi, tiếp theo nữa là con thứ 12 luôn nha anh em, đó là con Aokiji. Thì con Aokiji này hiện giờ nó mới vừa ra mắt thôi, vẫn đang trong cái thời gian test anh em ơi, nên là vẫn chưa biết là em nó là khi mà lên Goma là có mạnh là không. Nhưng mà trước mắt là thấy đam nó hơi yếu anh em, đam nó hơi yếu. Nhưng mà được cái á, con Aokiji này nếu mà nó được nộ đầu cũng không được anh em ơi. Nếu mà team đối thủ không có Jinbe thôi thì nó mới có khả năng băng ngục toàn bộ kẻ địch anh em ha. Nhưng mà team bên kia có AVG thì nói chung là nó bị khắc chế nhiều quá, nó đóng băng có mỗi mình con AVG thôi. Có đóng mình mỗi mình là con Jinbe thôi. Ở bên team đối thủ mà có con Jinbe là coi như là hút hết kỹ năng anh em, không thể chịu nổi. Chưa kể là hồi nãy mình có nói rồi anh em ha, nó sẽ có thể là giảm nộ toàn bộ kẻ địch đó. Và cũng như là giảm tốc của toàn bộ kẻ địch luôn. Nhưng mà con Jinbe nó hút hết mấy cái khả năng này rồi anh em ơi, nên là nó bị counter cứng quá, đam thì lại ít anh em, nên là hiện giờ vẫn đang trong quá trình nghiên cứu anh em ha. Được cái thì em nó búp cái băng giáp nè anh em, nó giảm 60% sát thương phải nhận anh em, đi với lại con Budin nè, rồi Yamato nè, rồi con Jinbe nè, rất là hợp lý luôn. Nên là vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, nói chung là cũng nên chơi đó anh em, cũng nên chơi đấy, nhưng mà anh em đừng có chơi sâu quá nha. Rồi, đó là 12 con rồi anh em ơi. Về cái khả năng của những cái con tướng ở trong này là chúng ta chưa có nói về những cái con tướng limit anh em. Aien Sabo thì khỏi phải nói rồi anh em ha, có E5 là nên chơi luôn nha anh em. Bất kỳ thì cái tính chất của nó thì giống y chang như là con VV. Nami thì có thể thay thế vị trí của mấy cái con tướng mà búp hồi sinh. Ví dụ như anh em không có cái con VV thì anh em có thể chơi thêm Nami. Bất kỳ cũng vậy. Zoro Wano thì có thể đánh đi leo thụ nè, leo đậu nè, cũng như là đánh boss rất là ok anh em ha. Aien Sabo thì nó là vô địch rồi, nó với lại con Kaido là 1-9-1-10 nữa anh em, nên là nhưng mà cái khả năng của em nó thì nói chung là nó có đốt, nó có trừ nộ được các thứ, nhưng mà em nó khó kiếm copy quá. Con tướng này con tướng siêu mà anh em, nên là cái yếu điểm của nó là khó kiếm copy, chứ em nó mạnh lắm nha anh em. Budin thì hiện giờ đang bị con Kaido Hybrid nó counter bởi cái kỹ năng mà bỏ qua những cái trạng thái chia sẻ sát thương đó anh em. Nhưng mà nó vẫn có thể búp cho team những cái đợt chia sẻ sát thương đi chung với lại cái con AVG cũng khá là tốt. Mình có hay BK đó anh em. Rồi còn về cái con tướng limit cuối cùng đó là trừ cái con Chopper Giáng sinh ra nha. Chopper Giáng sinh mình không nói trong này bởi vì con đó nó hơi lỏ. Rồi còn nói về con quỷ bo liên liệt này anh em ơi, nó cực kỳ ghê. Nó là cái bản nâng cấp của bà chị luôn anh em. Nó là bản nâng cấp của bà chị, nó sẽ có hoa vũ nè anh em, nó trị luôn cái hoa vũ của bà chị luôn nha. Rồi cái con bo liệt này á thì nó sẽ có cái khả năng đó là khi mà nó sẽ tấn công toàn bộ cái địch duy trì tăng 50%, nó tăng công cho đồng đội nữa nha anh em. Nó tăng tới tận 50% công cho toàn đội nữa anh em, duy trì 5 lượt anh em ha. Sau đó sẽ tấn công toàn bộ kẻ địch, có 100% cơ hội gây hiệu ứng quỷ ám lên là anh em trên kẻ địch ha. Cái quỷ ám này thì nó sẽ có khả năng đó là sau khi mà kẻ địch có dấu ấn này hành động thì nó sẽ gây sát thương trực tiếp cho toàn thể phe địch có là bằng là 30% lượng máu tối đa mà kẻ địch tối đa của kẻ địch đó. Ví dụ như là con Kaido Hybrid đi, nó là cái con tướng có máu cao nhất thì nó sẽ dựa theo cái máu này gây sát thương cho cái con cho toàn đội của nó. Tối đa là 5.000 công của cái con Bo Lilith. Nên là con Bo Lilith này thì anh em build cho nó mát công. Đá thì anh em chơi cho nó cái đá miễn chống nha anh em. Đá tăng miễn chống bởi vì cái tín đồ á anh em. Đây cái khả năng tín đồ này thì nó sẽ dựa theo cái miễn chống. Miễn chống con Bo nó cao hơn đối thủ thì nó mới gây được tín đồ. Đó và ngược lại nha anh em. Thì cái tín đồ này thì khi kẻ địch có dấu ấn này thì nó sẽ gây sát thương vào người tạo ra ấn á. Thì toàn bộ sát thương gây ra nó sẽ chuyển thành hồi máu hết trơn anh em. Nên là cái khả năng này khiến cho con Bo Lilith sống sót trong team rất là ok. Nó có thể gây hoa vũ BK rất là tốt luôn nha anh em. Rồi thì đó là toàn bộ những cái con tướng mà mình muốn nói đợt này anh em ha. Quà ngày hôm qua đến giờ luôn đi. Ui quá trời quá trời, 43 thùng nữa nè. Nói chung là tuần này để coi là tuần này chắc chắn là sẽ có xả tiệc Sanji rồi đó anh em. Cái team để mà chúng ta đánh thì ngày hôm qua đến giờ thì mình cũng đã có sau cho anh em xem rồi anh em ha. Tất cả là đều xoay quanh cái con Kaido và cũng như là con Akiji. Quên. Đây. Đó, team mình đang định chơi là team như thế này nè anh em. Nhưng mà bây giờ nếu mà nhét con Akiji vô á thì nó sẽ bị thiếu đam anh em ha.
team nó sẽ bị hơi thiếu đam một tí. À, Bo thì chắc chắn là phải gắn ở cái slot đầu rồi. Yamato thì bảo kê đây. Yamato bảo kê team tốt nè. Zimber cũng vậy anh em ha. Rồi con Bo thì cái khả năng hoa vũ được các thứ anh em, gây thêm tín đồ rồi nè. Rồi con Kaido thì lượng đam rất là to rồi nè. Shira cũng bảo kê team, hồi sinh team. Pudding thì búp miễn chóng, chia sẻ sát thương cho team anh em. Nên là team này hiện giờ mình đang tâm đắc rất là cao đây anh em. Đó, úi dạ, ở bên kia cũng có cái đô kìa. À, X3 nè ơi. Kéo nổ cái đô lên nổ trước nữa nè anh em. Anh em build làm sao mà cái nổ của con Kaido nó cao nhất anh em hả? Cao nhất trong team á, thì nó sẽ được là con, thì nó sẽ là người nổ trước toàn bộ team địch luôn. Khá ok. Con boost này á, thì anh em không cần phải build công đâu. Nó sẽ dựa theo công của cái con tướng cao nhất anh em hả? Thì nó đánh thôi. Đây là cái 12 con tướng meta mà dựa theo cái ý kiến cá nhân của mình nha. Anh em là có ý kiến khác thì hãy comment bên dưới nha anh em. Để khi chúng ta qua năm mới thì chúng ta sẽ làm về những cái con tướng mới cũng như là những cái meta mới luôn. Nói chung là tổng hợp kiến thức nó cũng nhức đầu lắm anh em ơi. Chúng ta phải hiểu rõ từng con tướng nó như thế nào nữa anh em. Đó, nói chung là cái này thì nói chung là nhiều cái kiến thức của mình chưa có tiếp thu được á. Nên là nhiều khi review nó hơi sơ, nó có hơi là sai sót. Nên là anh em thông cảm và bỏ qua và bổ sung thêm ở dưới phần comment nha anh em. Đây, team này mình đang tâm đắc nhất đây anh em. Cái này là chúng ta có thể bỏ qua con IGZ nha. IGZ nói chung là bây giờ phải đợi lên E5 rồi cái thứ là may ra mới đánh đấm được. À quên nữa, ngày hôm nay là hình như là ngày cuối của cái event nhận quà ở bên vực thẳm rồi. Ông nào mà chưa nhận quà vực thẳm thì nhớ vào vực thẳm lấy nha anh em. Không là mất quà đấy, mình bị mất một lần rồi đó, cay đắng lắm. Anh em nhớ nha anh em. Đó, anh em thấy Yamato chưa? Trời ơi, nó trâu bò thôi rồi luôn á. Nhưng mà con trâu thì đánh lâu cũng chết thôi anh em. Nên là chúng ta có thể set down được. Ui, ông này mạnh nè, Kaido E5 đồ nè. Anh em có thể mid con Pudding thành con Brock Wano cũng được, để mình mid thử nha. Rồi, mid thử như thế này đi. Đó, nói chung là rất là nhiều cái sự lựa chọn, tùy vào cái team của anh em có con gì thôi. Thôi rồi. Ui, cái hoa vũ bị con Zimbe nó hút rồi kìa anh em. Căng thế nhờ. Không sao, team mình cũng có Kaido mà. Zimbe bên kia nó trâu quá ta. Zimbe bên mình bị ăn một nộ nữa, cái máu của Zimbe bên kia ăn một nộ mất có xíu à anh em. À, bên kia mình để có VV luôn kìa anh em. VV tuy bị counter nhẹ nhẹ bởi counter nặng bởi cái con Kaido anh em ơi, nhưng mà nếu mà nó búp được khiên á thì nó sẽ đỡ nhiều sát thương bởi những cái con tướng khác nha anh em, chứ không nhất thiết là bị counter luôn bởi cái con Kaido đâu. Đó, anh em thấy không, tuy mình có Kaido nhưng mà phải nộ được thì nó mới bể khiên, còn không nộ được thì nó vẫn như cũ à, cũng rất khó chịu đấy anh em. Rồi bây giờ Kaido mình đang bị dính cái chầm mặt rồi anh em, đâu có nộ được đâu. Trời ơi, cay đắng thì có chứ. Ấy à, pha đó đào nha anh em, pha đó rất là đào đấy. Bên kia cũng có Brock luôn kìa anh em. Oh yeah, đang đánh với lại một bạn rất là mạnh luôn nha anh em, không yếu đâu. Chuẩn bị hồi sinh tay tim. Cái con Brock là dạng như là chúng ta có một cái cơ hội để mà win thêm đó anh em. Đây, hồi sinh tàn tim đây. Ai, hello. Đã vậy mà nó còn búp bất tử cho tàn tim anh em, ngon ghê. Ô chết tôi rồi, mất bất tử rồi. Mới hồi sinh cái mất bất tử ta, kỳ vậy. Bên kia con Kaido giống con quái vật quá anh em ơi. Thôi xong con Brock rồi. Oh yeah. Không sao, đóng băng. À quên, con Kaido nó có khả năng là xóa luôn, không có bị khống chế bởi những cái kỹ năng cơ bản. Ví dụ như là khống chế cơ bản anh em, ví dụ là choáng nè, rồi câm lặng nè, rồi đóng băng anh em, không có bị dính mấy cái đó anh em ha. Đây, Brock nè. Đó, anh em có thể bỏ Pudding ra rồi bỏ con Brock vô cũng được. Pudding thì nên đi cặp với lại con AVG anh em ha. Còn không thì anh em có thể gắn cái team này đi với lại con Brock luôn cũng ok. Anh em nên nhớ là con Pudding với lại con AVG là một cặp bài trùng nha anh em. Một trong hai rồi, chơi là phải chơi một lần hai con, chứ chơi một con thì nó yếu lắm, team yếu lắm. Chà, lù đi ca kìa anh em, ghê quá. Ây da, một đạp chết Zimbe rồi. Không ổn rồi đại dương ơi. Kaido vào Long Thần. Ôi.
Có Long Thần luôn nha anh em, một nổ tiếp theo nè. Ấy dạ, ở bên kia có bức tử anh em ơi. Thôi xong tôi rồi. Quá mạnh. Cái con Jimbe nó có một cái nội tại ẩn nữa, đó là nó có thể hút một cái hỏa vũ của cái con đứng cùng hàng của team đó anh em. Nhưng mà yêu cầu thì tóc của con Jimbe đó nó phải cao hơn con Bolilith nha, thì nó mới hút được một cái hỏa vũ. Oh my god, con Kaido của mình gánh team hay không đây? Quả nổ nó chất lượng anh em ơi. Nhưng mà không rồi, ở bên kia nó có tới 2 tuần là linh hồn rồi, nó chuẩn bị nó hồi sinh hết toàn bộ team kìa anh em ơi. Được hay không đây? Không kịp rồi, không kịp rồi anh em ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây, một quả nổ tiếp theo đến từ vị trí của Kaido Hybrid của Mía ATM. Gánh team là đây chứ đâu ạ. Trời ơi, hai cha con lại đánh nhau nữa rồi kìa anh em ơi. Nhiều khi con Yamato này shut down được con Kaido luôn nha anh em, khó chịu lắm á. Yamato này bây giờ anh em build theo cái đường máu anh em trâu bò lắm. Đó. Ui, ủa sao nổ hai lần vậy? Ủa con Yamato phát hồi nãy sao nổ hai lần ảo ma dữ vậy anh em nhờ? Thôi xong rồi, vào Long Thần nhưng mà cái lượng máu của em nó cũng đã hẹo hẹo rồi. Trâu quá trâu anh em ơi. Cái con Yamato bên kia trâu quá. Kaido xả là vài cái nổ luôn vẫn không xi nhê, đánh chỉ có 5% máu của nó thôi. Oh my god. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Con Kaido này anh em nó không có hút máu được anh em ơi. Nó không hút máu nếu mà đi BK quần thể thôi, chứ đi BK solo như thế này là chịu không nổi anh em này. Oh my god. Xém hẹo. Trắng cái máu rồi. Yamato nó không hẹo mà nó lại còn đầy máu nữa anh em. Hòa rồi anh em ơi. 21 tỷ đam. Quá ghê. Team mình có build máu cho em nó rồi nhưng mà em nó cũng không có lên máu nổi anh em ơi, có hút máu luôn rồi đó chứ. Hơi khó hiểu một tí về cái vụ này, chắc phải build ngọc hút máu. Đấy các anh em ha, thì đó là cái video ngày hôm nay. Anh em có ý kiến gì hãy comment bên dưới nha. Đừng quên like, share, nhấn theo dõi kênh mình rất nhiều nha.